Sáng nay, Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm, các nhà thầu liên quan tổ chức hội nghị bàn giao mặt bằng để khởi công gói thầu số 01 dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành, đường đô thị, địa phận tỉnh Hưng Yên thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Đến thời điểm này, các địa phương có dự án đường vành đai 4 đi qua cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích đất nông nghiệp, đang tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở, đất doanh nghiệp, đất tái định cư, đất di rời đường điện cao thế. Diện tích đã bàn giao cho chủ đầu tư là gần 194 ha, đạt trên 84%. Tại hội nghị, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Lâm và các đơn vị có liên quan bàn giao phần diện tích đã được giải phóng mặt bằng phục vụ thi công, hệ thống móc đường truyền, các cọc chi tiết theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt để phục vụ thi công gói thầu số 01 dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành địa phận tỉnh Hưng Yên cho đại diện đơn vị thi công là công ty cổ phần Lisen và các đơn vị có liên quan. Cụ thể, huyện Văn Giang bàn giao 7,48 km, huyện Khoái Châu bàn giao 0,5 km, huyện Yên Mỹ bàn giao 2,6 km và huyện Văn Lâm bàn giao 4 km. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam biểu dương sự nỗ lực của các ngành địa phương trong việc triển khai thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân 4 huyện phối hợp với nhà thầu khẩn trương triển khai các bước thi công xây dựng dự án thành phần 2.2. Trong phạm vi dự án đã được giải phóng mặt bằng, thông báo cho nhân dân thu dọn cây cối, hoa màu, vật liệu xây dựng, các kết cấu, vật kiến trúc khác để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thi công trước ngày 5 tháng 11 năm 2023. Mong các đồng chí, nhất là các đồng chí tại địa phương cố gắng, đã cố gắng rồi thì cố gắng nhiều hơn nữa, hoàn thành nốt những cái công việc mà theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ cũng như là yêu cầu của Ban chỉ đạo tỉnh là đến 31 tháng 12 là hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các cái phần đất ở, rồi là di chuyển doanh nghiệp cũng như là các cái hạ tầng kỹ thuật. Đối với nhà thầu thì đề nghị các đồng chí là khi đã có mặt bằng rồi thì khẩn trương tiến hành đầu tư xây dựng đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ.